Sáng nay tôi thỏa thuận với năm người phụ nữ. Hôm nay chúng ta tiếp tục về bản thân chuyện phóng xiết. Recording in progress. Mai mốt như vậy đó mà có một vị giáo sư tiến sĩ nói rằng cái bốn tâm tông nó siêu việt hơn thiên tài của Đức Phật. Đó là nói ở tại thành phố này nhé. Cái lớp học đó là cho các cái vị thư ký của cái các ban trị sự 24 quận huyện về rừng đa công tử tham học. Anh chị ra là tuyên bố thẳng vậy đó, nhưng mà nãy giờ thấy là hơn không có sức rồi, hơn được 15 phút. Và nếu cốt điểm chắc là một ngày, chắc là hơn ngày. Mai mốt mà nên là có nhiều cái mình đi học mình phải biết đó. Đừng để cái này nó cái này cho nó điện nó được khác con nên nó lại được. Hôm nay chúng ta tham khảo theo bài 87 là ẩn dấu điều ác, ô dương điều thiện, gọi là ẩn ác vô thiện. Mà có nhiều gì cho nên cái gì cũng giấu đâu có được, phải phô ra cho thiên hạ phải biết. Trong khi đó là lịch đại tổ sư thì các ngài khuyên chúng ta nên che giấu cái điều ác đi, còn cái điều thiện nên mà phô trương ra, rồi khuyến cáo là tán thán là ngợi khen để cho người ta noi theo làm cái nhiều lần. Nhưng mà có nhiều chị là tâm tiến, nhiều chị cũng giỏi đó, nhưng mà các chị là sách bới móc hơn là cái che đậy. Ở đây thì tổ là khuyên chúng ta ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện là thành tựu cái hạnh cao tột của người. Các ngài đã khen ngợi như có một mình Phật là người đại thiện, kế đến Bồ Tát rồi La Hán, còn những người khác dù tận thiện mà chẳng thể tận hủy. Tức là mình đó là có điều thiện nào mình đó là phô vô ra hết, nhưng mà cũng chưa có toàn mỹ, tức là hai đẹp, mà hai đẹp thì chỉ có Phật Bồ Tát và A La Hán thì các ngài là toàn thiện toàn chân toàn mỹ. Còn mình đó thì toàn thiện thì có, nhưng mà chưa có toàn chân, cũng chưa toàn mỹ được. Dù là cái thiện của mình đến đâu, tại sao? Bởi vì mình chưa kiến tánh mà. Thì kiến tánh rồi đó thì cái tạp niệm nó không còn. Cái gì thế mà cái tổ viên á, nhưng người có cái tâm ác mỗi đêm tâm ác ẩn giấu lâu, ngài thì không cho nó động, phải động đều là niệm thiện, tức là cái xấu á mình nên đời giấu đi, ở lâu ngày mình đem ra là trở thành cái tốt. Cho nên là ở thế gian các người chúng ta có người ta thì sao tốt thì
thì khoe, còn xấu thì kiểm tra. Rồi dân tộc ta còn dạy cũng không chi mình là tu sĩ mà lại vào tiên vương nữa là gì, là phải cái gì cũng khen ngợi. Mà chúng ta đừng nói là gì, ăn là phật thương tôn của đại chúng, là phước điền của chúng sinh, thân thương tôn của đại chúng, là làm gương mẫu cho mọi người, là không những gương mẫu cho mọi người mà trong cả trời người luôn đó. Như vậy mà mình không chịu là che giấu bớt cái xấu cái ác, mà có cái gì là cũng đeo lên báo chí. Cái đó là cái dở nhất của thành Phật giáo. Còn cũng có nhiều vị đó, mà phải chi tăng bình thường mình không nói, là một giám sư, là một tu sĩ đó. Và đôi khi các thầy lại là thích đưa ra những cái điều không hay, là vô hình trong tật xấu tâm. Thì theo như giới luật của Phật gọi là gì? Phá hoại sinh căn. Mà phá hoại sinh căn thì còn lớn lắm. Nếu mà một người á mà che đậy được cái điều ác mà thấp mười phương cũng như vậy thì là không còn người ác nữa. Recording stopped. Người có việc ác thì mọi người đều giấu cho, mọi người đều nghe. Recording in progress. Lâu ngày thì chỗ người ta thấy đều làm việc thiện, chỗ người ta nghe đều là tiếng lành. Một người như vậy thì mọi người cũng như vậy, thì đâu có việc ác. Việc ác của một người mà được người khác ẩn giấu thì việc ác của mọi người đều ẩn giấu lẫn nhau. Khắp thế gian chẳng thấy có một việc ác. Cái thiện của thế gian chẳng phải tự nó có thiện, mà trước tiên phải từ tâm người chuyển tâm ác thành tâm thiện, việc quá ác thành việc thiện. Do đó khắp thiên hạ đều được thiện vậy. Còn bây giờ chúng ta làm cái điều này dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ hả ta? Dễ hơn con nữa. Đó là gì? Đề khởi câu xôi đầu có nghĩa tình. Có nghĩa tình thì là thiện ác nó đâu có đâu, phải không? Không phải dễ hơn con không? Cho nên cái điều ác mình mà che giấu nó cũng còn khó hơn cái đề khởi câu xôi đầu nữa. Mà mình đề khởi được câu xôi đầu là mình thấy an lành rồi á, trong tâm mình đó được là cái từ trường thiện. Mà cái từ trường thiện thì nó tóm ra đó, tóm ra là xung quanh cũng điều thiện. Làm sao chứng minh? Bây giờ các vị thử đánh một tiếng chuông, ta đánh một tiếng thắng, thì cái người nghe nó như thế nào? Nó đánh tiếng thắng trong cái người tu nè, mà mình đánh người ta nghe thì người ta là cảm được người đó có tâm thiện hay không á, người đó là tiền lần hay là khô cầu, tính giá được liền. Cho nên khi mà mỗi một lần cũng tu đó thì ngày xưa đó, ngày nay thì tôi không biết, nhưng mà thầy trụ trì ở dưới lắng tai nghe, đánh trống cũng tu xong rồi, rồi khi mà đánh hỏa táng á, hoặc là đánh trống hỏa tụng kinh, đánh tiếng chuông xong rồi hỏi bữa nay đứa nào đánh trống, đứa nào đánh mỏ, đứa nào đánh chuông, rồi chỉ cái rồi thầy khi giọng nói cũng là phải sửa lại. Có khi thì đồng tin không nói gì hết, khi cho nên là người ta nghe qua cái tiếng chuông thì người ta biết người đó có đạo hạnh như thế nào. Cái đường đó ta không biết, chẳng hạn như là đệ tử của ngài hồi xưa đòi là Lý, có cái ngày là thiền Tịnh Hương trưởng lão, thì đông rất là đông,
có một cái vị sa di mới phát tâm vô xuất gia thôi. Khi mà tiếng trống của cụ chịu đó, thì ngài Thiên Chiếu đó, ngài Thiên Chiếu cũng là đệ tử của ngài Định Hương đi thăm thầy, trong đó là vua Lý Thái Thái Sông, tức là vua thứ hai đó, cũng là học trò của ngài Định Hương. Rồi cái vị quan đứng đầu của triều đình Lý của thời Lý Thái Tông á, thì cũng là học trò của con này Định Hương đi thăm, thì không cùng chiều đó. Giờ đến cái tiếng chuông tiếng trống tổ lo đó thì làm cho ngài Thiên Chiếu phải dừng lại lắng nghe. Rồi vua rồi quan cung mật sứ cũng dừng lại để lắng nghe, bởi vì nó tóm ra một cái âm thanh vừa có đạo lực mà nó thuần thiện, nó cảm hóa một cái người nghe. Rồi cái này, không lẽ mà đứng nghe hoài nó kỳ, chút xíu thì đi vô chùa đó, thì ba cái hồn cung trống, ba hồn trống để mà cũng chịu đó, thì nó cũng vừa giúp làm cho nó rung động toàn thân. Và trong khi đó là Thiên Chiếu, một thiền sư đã kết tấn triệt để rồi, nhưng mà nghe qua cái tiếng chuông của ngài Đạo Quang, ngài Đạo Quang chỉ là người mới học đạo thôi, nhưng mà qua lời đối đáp đó thì ngài như là vệ sinh đó, thì ngài cũng biết là cái người đã thiên tấn cho ngài đánh giá cho. Nó nói chỉ nói là Lâm vệ sinh, nó nói là Đinh Rô Trưởng Lão cũng là thầy của ba vị này, và là cũng thầy của ngài Tiên Giác nữa. Cho nên cái người xưa đó, ở đây đó, tôi cũng nghe nhiều cái tiếng bản, cái bản con tiếng xuất chúng, nhưng mà tôi không biết tiếng. Đây là câu trụ trì cho mấy tôi, cái này để trụ trì chỉ, bởi vì chúng tôi trụ trì mà, cho nên tôi làm đến với chỗ này để cho các anh chị vui. Bây giờ không phải quên cuộc của mình, không phải có cái duyên thì nói mới nghe. Đức Phật á, cái độ bà lão không được mà tại vì không có duyên với Phật. Còn Phật cái tiền mà cứ chạy trốn hoài à, nó đâu có độ được đâu. Cho nên phải là có cái duyên nói mới nghe. Cũng như là tu Bạch Đà La đó, thì như là đâu có ai nói ông nghe đâu, còn Phật trước mắt gần đó ai nói gì nói mặc kệ. Trong khi ngày An An á, thì Đức Phật quan sát là biết với Tu Bạch Đà La là từng là cha con của Vô Lượng Kiếp, thì chỉ có An An nói Tu Bạch Đà La mới nghe. Bây giờ tôi nói chân tình chưa chắc các vị nghe, không phải cái nguyên cụ của mình, cứ là một cái duyên á, từ trước nó có gặp nhau đây, nhưng mà chưa phải là cái chỗ mình nói, mà nói chưa chắc ra được. Cho nên đôi khi các vị đánh cái tiếng tiếng bản là con đó, có người đến nghe được, có người đến nghe chưa được. Nó có là không thể dễ, vì nó có từ cái tâm thức của mình, nó thuần thiện, à, trong lúc đó là vật dục, chẳng hạn như một bức tượng. Có khi đó, cái người tạc tượng, họ tạc cái tượng rất là hồn nhiên, họ đẹp. Có người họ lợi, họ dễ cái mặt thôi, cái mặt còn cùng thiêu. Tại vì tâm trạng họ không vui mà, cho nên họ đó họ dễ, cho nên ở Linh Sơn đó, trong lúc mà cái chú quyền đó, cái làm là nó thương hợp của nó, sao làm cái tượng này không được, ngon lời quá. Rồi hỏi chứ tại sao bữa nay tâm hồn sao vậy, tại công việc đó, nhà công việc buồn quá, giải quyết không được cứ nói lên trời không. Thật là làm cho mình có trời không, bắt buộc phải rất phúc phúc. Rồi khi làm á, tôi mặc quần so à, tuần sau lên thấy tôi mặc quần so ở trong kỳ vậy. Cái này cũng chưa ổn, mình cũng chưa, đang phân phân trong lòng. Cho nên á, cái điều án á, là mình ẩn được á, thì nó sẽ vùi lấp. Còn mình biểu vô cái điều thiện á,
thì nó ẩn hiện ra, thành thử là nó gây một cái sự trồn con người ta tự làm lành thiện. Cũng như là ở đây chúng tôi vừa tu á, tôi vừa tụng kinh, có người nào ở lại không? Mà ở lại nó có chuyện gì nó ở lại chứ. Từ khi coi chùa và tài dọn con mà làm cái gì đó mới ở lại làm cái này chứ. Còn đa số phải đi, còn mọi người đi tụng kinh như vậy thì cái án nó có không? Sao có đâu được thiện mà tâm thiện lúc đó cái kinh không kể. Phải không? Nó gây cả một cái trường chuồng. Tại các vị không có cảm nhận được thì thật ra đó, đến một cái đạo tràng nào á mà tâm chúng mà tu á nhiều á và đặt trong tinh phẩm là cảm thấy an lành. Cho đừng nói yêu tới đạo tràng, đặt tới cổng thôi từ trường nó thoát ra tới bên ngoài sẽ bước chân cảm thấy nó bình yên. Còn chùa nào mà cũng tu hành bình thường thôi, không có việc ngoài đó thì đặt cho nó không cảm nhận được cái gì đó. Trên đây tổ tiên đó, không phải là ngài nói là cái gì khác mà nói là cái lời rất chân thật. Bởi vì một cái tiếng trống của ngài Đạo Quang mà làm cho ngài chút xíu mà dừng lại nó nghe biết. Bởi vì nó hay quá, nó có tâm, nó lan tỏa sức từ đó, từ lực, cái lòng từ nó lan tỏa làm người ta cảm nhận thấy nó bình yên. Cho nên tổ dạy chúng ta là người học hạnh Bồ Tát. Như có người lỡ tay giết người, người bị người thân của nạn nhân đuổi bắt để báo thù, kẻ giết người trốn ở chỗ của Bồ Tát. Người báo thù hỏi có kẻ giết người trốn ở đây không, thì Bồ Tát đáp là không. Đây là cái quyền nói dối được. Dù mình là phàm phu nhưng mình cũng vẫn nói dối được, không sao hết. Bởi vì nói dối cứu người cho nên nói dối không có lỗi. Rồi hỏi, bắt hắn để làm gì? Người vô thù đó, vì hắn giết người thân của ta, nên ta muốn giết nó để báo thù. Thì Bồ Tát khuyên, tôi khuyên ông cho nên giết cái người đó để báo thù. Nếu không, người thân của họ sẽ báo thù ông lại, như vậy hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Bồ Tát cư giải như vậy khiến hai người hối cải và giải lẫn nhau. Đây là đại Phật sự ẩn dấu điều ác, vô dương điều thiện vậy. Cho nên là mình che lấp cái điều ác của người á, nó có cái lợi rất là lớn. Mà thứ nhất là cái người tu đó, mà mình đây nó Bồ Tát mà mình học hạnh Bồ Tát, là trên cái nhân địa, cái chưa đến cái quả địa của Bồ Tát. Quả địa là chỗ thành tựu viên mãn Bồ. Cho nên chúng ta phải hiểu là thế nào đó Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát trên nhân địa mình phải biết. Chính vì thế mà tổ dạy người ở chốn cộng năm, thấy người có tập khí xấu thì ẩn giấu đi mà chẳng nhớ. Tức là mình giấu người ta, ta hỏi rồi mình cũng không nhớ nữa. Trong tâm mình không có vướng bận đâu, thì nó cũng không có lộ cái điều xấu ra. Bởi vì mình nó quen rồi, quên thì nó không có lộ. Giấu cho cái người hỏi cũng chẳng nói. Nếu người trách thì cũng cứ ẩn giấu điều ác của người kia, mà chỉ vô vô điều thiện. Như vậy, người trên vô điều thiện kẻ dưới, kẻ dưới ẩn giấu điều ác người trên, ẩn giấu lẫn nhau, vô vô lẫn nhau, chẳng những tạo thành, chẳng những đạo thành, mà tầng lâm vừa được phân thành, mà đạo Bồ Tát vừa được thực hành mãi. Lại thường nói, muốn được Phật Pháp phân thành, thì tâm phải tăng thái tâm. Đây là yếu tố khiến cho tâm bảo trụ lâu ở đời. Khi có chút xíu mà làm việc rất là dễ, nhưng mà mình làm không được. Mà muốn làm được thì cần phải làm sao? Dễ ạ. Thì khởi con khởi đầu thôi, có gì đâu. Thì khởi con khởi đầu làm nữa, bởi vì nó có nguyên tình. Mà có nguyên tình thì nó là cái vô sơ đắc, vô sơ cầu, vô sơ sở mà. Thành thử là mình gai dạ, mình dám làm.
Nếu mà được như thế rồi á, thì cái sự trừ bị bán nó rất là dễ. Bài 88 bị bán là điều bất thiện hơn hết, tức là chê trách rồi đó, mắng nhiếc người, chửi rủa người, gọi là phỉ bán. Đề bà Đạt Na phỉ bán Phật, chưa chết mà bị đọa vào địa ngục Phá Tỳ. Tỳ kheo vô văn phỉ bán Pháp, đang sống mà bị đọa lên địa ngục. Cái này có những cái câu chuyện, mà câu chuyện tôi tin chắc là các vị học hết rồi. Bởi vì sơ cấp thì đôi khi có chỗ dạy, chỗ thì không, tùy theo giáo thọ. Còn lên trung cấp thì cũng tùy theo giáo thọ, người nói người không. Rồi lên cao đẳng nữa, ở đây các vị từ sơ cấp, trung cấp và lên cao cao đẳng là tức là mất 9 năm rồi. Thấy không? 3 năm cao đẳng, 3 năm trung cấp từ 6 năm, 2 năm sơ cấp là 8 năm rồi. Bây giờ tùy theo trường á, cái thời xưa đó là sơ cấp phải 3 năm. Còn bây giờ thì là sơ cấp trung cấp thì dạy là 3 năm, 4 năm là tùy theo cái trường dạy. Cho nên là thì theo vô văn thì văn pháp đang sống mà bị đọa vào địa ngục. Vua Lô Ly Hải Tăng mà chưa chết mà bị đọa xuống hầm lửa. Thì theo Ni Bổ Liên Vương thì bị bán giới, chưa chết mà bị đọa địa ngục Phá Tỳ, chưa chết mà bị đọa nghĩa là việc ác làm xong hoặc lời nói ác vừa nói xong thì ngay chỗ đang đứng đất nứt ra, rơi xuống đáy hố sâu vô biên, toàn thân xuống địa ngục A Tỳ như quả cân rơi xuống biển một mạch thẳng đến đáy. Tức là cái ác đó nó cực mạnh, cái thiện căn mình nó ẩn nấp như lúc đó nó thuần cái ác, cho nên bị đọa lạc tiền. Ở đây thì tôi chỉ nói cái thời Đức Phật còn tại thế, mà Bổ Liên Vương thì bây giờ thời Phật cũng còn tại thế mà. Nhưng mà cái này là có một cái phương án đó. Bổ Liên Hoa, Bổ Liên Vương khi mà Phật về cung trời lâu rồi á, trước quán của thân mẫu ở như này thì khi Phật về xuống mà chạy đi đón trước á, những cái công chuyện của Bổ Liên Vương là nhiều lắm, nhưng mà bị bán cái giới dâm á, cái thân mà bị đọa lạc tiền á. Thì ở đây á, tôi nói cái công chuyện bị cái quả báo của cái phát tâm mạnh thực thiện, cực thiện thì nó cũng đến quả báo đến liền, mà cực ác á, quả báo nó cũng đến liền. Ở đây tôi nói cực thiện thôi, tức là có hai vợ chồng rất là nghèo, làm gì cũng không ai muốn hết trơn á, chỉ đi ăn xin thôi, cái kiếp ăn xin, tạo cái nhân kiếp ăn xin, cho nên là cũng không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà cái thiện nó mạnh quá thì nó lại chấm dứt được cái nghiệp tâm sinh. Mà hai vợ chồng chỉ có một cái phố thôi, mà căn nhà thì nó là rất nát nữa. Thì người chồng đi khất thực á, thì vợ phải ở nhà, rồi đi về là chia nhau hai vợ chồng mới sống. Rồi bữa nào là vợ đi á, thì chồng phải ở nhà thân yêu với nhau. Rồi một hôm đó thấy người ta cúng dường cho cái Phật, cho cái vị tỳ kheo, cho cái vị La Hán, rồi hai ông bà cũng phát tâm, phát tâm thôi thì giờ mình nghèo khổ quá, do đời trước mình không có bố thí, mình tạo cái nhân của ăn xin, cho nên đời này mình sống chưa tốt, thôi giờ mình nên cúng dường Phật. Nhưng mà bây giờ thì mình chịu khó đi ra bên ngoài, ông đi ra bên ngoài ông gặp một vị tỳ kheo mà không gặp Phật, mới nên để cái vị tỳ kheo sẽ đến nhà con có món đồ để cúng dường. Vị tỳ kheo đó cũng là chúng bảo là hát rồi, cho nên ngài nó biết thiện căn hai vợ chồng người lại là khởi phát rất là mạnh, cho nên nó đi theo về đến nhà thì nói thầy văn hỷ đứng ở đây, con vợ bên trong con hai thì cầm bên trước rồi con tội rồi cái phố ra bên sau đây, con không có gì, hai thì chồng thì có cái phố này
xin là tôn giả từ mẫn đem về là cúng dường những đức Phật dùng con, nhưng mà cái vị thì kêu nó cũng nhận nhận nó mang về cho nên cho Phật. Nên hôm nay con đi thất trực gặp hai vợ chồng người đó khó khăn quá mà không có gì để cúng dường, và cho nên cái cố này cho Đức Thế Tôn. Trong khi đó thì có chùa Quan Thế Nạp ở đó, Quan Thế Nạp nghe qua mới động lòng mới hỏi. À, rồi Phật mới 8 tháng, còn anh nhận mới còn 8 tháng nữa. Cho nên là chùa Quan Thế Nạp là khởi phát thiện căn, rồi ba cho cái gia đình này là một có kêu Thiện Tùng á, là vô đồ đó đem lại cho thức ăn, quần áo, đồ đạc, rồi cuối cùng ban cho một cái chức quan nho nhỏ ở địa phương trong xã đó để mà vẫn cái tuổi tức là cái thuốc phát tâm nó mạnh quá đó. Mà lại Phật còn cái tức là Phật nhận nữa, cho nên cái quả báo đó, nó đến liền được vua phát cho thức ăn và quần áo, rồi làm cho nhà cửa cho chức quan đó. Thì ở đây cái án đó của cái vua Lưu Ly thì cũng bị đọa, rồi thì theo vị Lưu Hương cũng bị đọa, thì theo vô văn cũng bị đọa. Cái này tôi nhắc để cho các vị tìm lại mình đọc, nếu chưa đọc mình tìm lại mình đọc đó, không bao giờ quên. Tôi kể cái gì nghe qua rồi lát để quên nữa, nhưng mà cái gì mình tự tra cứu đó nhớ rồi không bao giờ tôi quên. Cho nên đây tôi không kể, mình sẽ kể một chuyện khác. Đây là cả một cái thuật nha, cái thuật để cho đương đương cơ đó, ông ta nhớ hoài, ông thầy đồng hiểu, ông bắt mình phải về để tra cứu nhờ vậy mà mình nhớ rồi đó. Cho nên cái tội trên vai người á, bị bám người làm cho ta nửa nhận thức bất lên, thì cái này là nguy hiểm lắm. Luôn về mất nặng nhẹ, có sự bị bán, như thế người thật có vi phạm đến giới của Phật, hoặc làm việc trái nhân quả, thấy rồi lại thấy, nghe rồi lại nghe, nhiều lần chỗ thấy nghe không chút lầm lẫn, im lặng chẳng nói thì không có lỗi. Tức là mình thấy người kia làm lỗi, nhưng mà mình khuyên được thì khuyên, còn khuyên không được thì mình cũng ẩn giấu, chứ đừng có là bị bán người ta. Mình bị bán người ta dùng trong khi ta dân ta còn làm nặng thêm nữa, cho nên là tội rất là lớn. Nếu bị bán thì cũng chẳng phạm tội đó, chỉ phạm tội phá hòa hợp tăng, tội này nhẹ hơn tội ăn tùy. Nếu người Phật không vi phạm mà bị bán thì người bị bán ấy nhất định bị đọa địa ngục. Ở đây tôi nên lặp lại nha, luận về mức nặng nhẹ của sự bị bán, như thế người Phật có vi phạm giới cấm của Phật hoặc làm việc trái nhân quả, thấy rồi lại thấy, nghe rồi lại nghe, nhiều lần chỗ thấy nghe không chút nhầm lẫn, im lặng chẳng nói thì không có lỗi. Nếu bị bán cũng chẳng phạm tội đọa, nếu mà mình im lặng nó được thì nên im lặng thì cũng không có lỗi. Mà nếu mình không bị bán á thì mình không có bị đọa địa ngục, nhưng mà thuộc thì cái tội phá hòa hợp tăng, tội phá hòa hợp tăng, nhưng mà mình không có đụng quá rơi trong cái tội khác. Tội phá hòa hợp tăng chứ không có ở cái tội thị bán, nó khác ha. Cho nên là nghe nhiều lần chỗ thấy không chút lầm lẫn, im lặng chẳng nói thì không có lỗi. Mình nếu mở lời mà thị bán thì cũng chẳng phạm tội đọa, mà chỉ phạm tội phá hòa hợp tăng, tội này thì nhẹ hơn tội đọa a tỳ. Nếu người thật sự không vi phạm mà bị bán thì họ thì cái người bị bán ấy nhất định phải bị đọa
tức là lấy người ta phạm lỗi mình đem lại thì là không có lỗi gì hết, mà nếu mình bị bán á thì không có tội đọa địa ngục mà là tội phá hòa hợp hồng tăng, nó cũng rơi vào trong cái bị bán, nhưng mà nó lại phá hòa hợp tăng chứ không phải trong cái tội đọa địa ngục. Có tùy từ cái đó mà cho lời nói của mình á, cho nên người ta nói gì nhất ban nhất ngôn hưng ban mà nhất ngôn tán ban. Phật pháp hiện thời mọi người đều tán thán, còn có chỗ âm thầm lo lắng, huống chi bị bán mù quáng, khiến cho mình trong tương lai không có đất an thân. Xin người ưa bị bán hãy mau tỉnh ngộ. Hồi tổ vợ chết chúng ta bà 989 là xong dứt sự tranh cãi. Tổ nói đây có đi theo luật thì kêu không? Phải pháp dứt sự tranh tranh cãi như cỏ che che đất, phải không? À, trước sự tranh cãi là việc làm cần kiếp trước mắt, hiện tại cách Phật sau 2500 năm chính là lúc mở đầu cho thời kỳ đấu tranh gay gắt, làm cho thế giới cùng thế giới tranh, người với người tranh, tranh lâu bất loạn, chắc tận gốc của nó chẳng ngoài là tự tâm. Do vì tâm đạo đức càng kém, tâm nhân ngã càng to, nếu có thể xem việc như mây trôi trong hư không, thì tụ thì tán, có khi tán thì không, có quán mình, người như hoa mùa xuân, mới nở thì đẹp, tàn lụn thì như cùng nhơ, để có đối xử, người như mây, như hoa, thì người nào chẳng nhường nhịn được, việc nào chẳng bỏ qua được. Đây là việc bậc đại trưởng phu vừa qua khỏi kiếp trượt đến đây có được bậc thượng sĩ xuất sắc khéo hòa giải đấu tranh, thấy người cãi cọ đánh nhau dịu dàng khuyên giải, hoặc người vu oan ta quấy, ta phải tùy họ để xử trí. Cả người cả đời chẳng thích đấu tranh, nếu người khác muốn đấu tranh thì họ cho hết phần mình để họ khỏi đấu tranh. Người nói ta tốt ta chẳng thấy vui, người nói ta xấu ta cũng chẳng thấy buồn, người chê bai ta chẳng chê bai người, người tìm ta đấu ta chẳng tìm người đấu. Như vậy danh tiếng lợi dưỡng đều nhường cho người, ta chẳng tranh giành. Danh tiếng lợi dưỡng của ta có, người muốn tranh với ta đều cho họ, hai bên nhường nhau, làm gì có tranh. Cho nên cái đọc này cũng cả là một cái nghiệp thực. Nên các vị nếu muốn đọc được cho nó đúng chấm phẩy thì mình phải học. Cũng như có người mà nói nửa câu dừng rồi là chấm câu đều là chấm phải, điều này là rất khó, chưa có gì tung tung nói được. Anh chị biết ai không? Hòa thượng Tân Châu nói bằng thanh rất hay, mà câu nào chấm phất câu đó rõ ràng nói mình nghe mình biết phải tiếp được tấm liền. Mà đọc một bài văn rất là dài thì cũng chấm phát rất rõ ràng. Ở khi Ngài xuất phát hoặc là Ngài xuất trình một vấn đề gì đó, chấm phát rất rõ, mình nghe là nó như là mật rốt của tai. Nghe hay lắm. Mà các chị muốn được như thế là mình cần phải đi học, học có đâu. Ở đâu có dạy. Ở đây trường hạ có dạy nè. Dạy cái gì giảng nữa. Nhưng mà dạy chưa đủ. Ông mà đời có dạy nhà văn hóa thanh niên, chỗ đó dạy kỹ lắm, dạy mình cách đọc, dạy mình là phải và chấm câu chấm hết rất rõ ràng, và có nơi nào cũng nên ngắt, nơi nào dài quá thì cũng phải cắt chỗ nào. Ví dụ công văn nó dài thì
thì mình đọc cái hơi mình không có là mình phải ngắt cái đừng có đọc ráng một thôi. Cho nên đọc cái này cũng phải cả một cái nghệ thuật mà muốn được rõ như thế đó thì phải đến nhà văn hóa chịu khó học đi. Ở đó chị nghĩ thôi, còn ở đây nhá mấy thầy chỉ cũng là không có hết, nghe rồi năm năm ngoái cũng có chỉ nhưng mà cũng không có hết, năm nay cũng có chỉ nhưng mà cũng không có hết, chỉ có nhà văn hóa mới chỉ cái gì hết được. Cho nên chịu khó học tập kinh cũng thế, tập kinh mình cũng phải chống hết và cái âm thanh cũng phải đúng. Cho nên có người tụng kinh là nghe cái sự tâm mình khởi phát, có người tụng kinh nó không khởi phát được. Cho nên có cái vị sa di mà chơi cái chị keo á, tụng kinh chân như chó sủa lắm. Tại sao bị đọa? Bởi vì cái vị sa di là phàm phu, còn cái vị chị keo đó là người đã chứng quả. Mà già rồi đó thì âm thanh nó đâu có hay, mà có người đó là âm thanh hay là ai? Chỉ có ca sĩ âm thanh mới hay thôi, phải không? Vì tại vì họ học là gì đó, cái câu mà họ lên xuống giọng là nó đúng cái nhịp điệu của cái lời nhạc, phải không? Đúng cái lời nhạc, cho nên là họ nói mới hay. Còn mấy mình nó tụng kinh là bình thường, mình đâu có để ý đến cái đó. Bởi vì cái tội thứ nhất, cái thứ hai là so sánh giữa một con vật, giữa một con vật và một vị thánh, thánh tăng trong năm bị tội lọa. Mà tội lọa đó là cái vị chứng quả đó là miễn được, nhưng mà cái tội nhân quả là không miễn được. Vì gì? So sánh người và vật, thánh tăng và động vật. Cho nên cái đó là cái lỗi rất đó không thể tha thứ, nhân quả là không thể tránh được. Mà trừ khi đó mình kiến tránh rồi đó thì cái quả đó nó nằm trên. Hoặc giả là mình làm cái phước thiện nó mạnh hơn đó, ví dụ nó là cái tội nó ở 10 độ mà mình làm cái phước mình được 12 độ thì cái tội 10 độ nó nằm trên đó. Khi mà mình hưởng hết cái phước 12 độ đó thì nó rơi xuống mình độ mình phải trả, chứ không có lắp được, không có bù trừ được, nhưng mà không có bù trừ. Chúng ta phải nhớ nha, cho nên mình cứ nghĩ là nó cái gian á, mình làm có công á, rồi khi mình có lỗi họ so sánh giữa công và lỗi họ giảm, này nó có công thôi thì đáng lẽ nó năm năm tù ra, ví dụ vậy. Bây giờ nó có công thôi trong nó 3 năm tù giảm nó 2 năm được, nhưng mà nhân quả là không được. Có công thì gia giảm được, còn nhân quả là không có gia giảm được. Cho nên là mình phải biết để mình phải nhận tánh. Người nói ta phá giới, ta chẳng đỏ mặt, cũng chẳng dậy sức, trái lại coi người ấy là bạn tốt, giúp tăng đạo niệm cho ta. Người muốn y bác đồ đạc của ta, ta dưỡng sức xả cho họ. Người muốn tánh mạng ta, ta xả cho họ. Nếu không thể xả thì cũng không động niệm. Nếu mà mình không y hy sinh cái thân, mình hy sinh cái thân lấy gì tu? Cho nên không hy sinh cái thân thì mình phải làm sao? Là không có động niệm. Buồn thay do chấp ta nên mới có chấp người. Giả sử người tranh, ta cũng tranh, ám bị người thế gian chuyển. Người tranh, ta không tranh, thì chẳng thể chịu được người. Chẳng chừng ta không tranh thì chịu được thế gian. Muốn đập vỡ sự tranh cãi, trước tiên phải vô ngã. Muốn vô ngã chứ không phải kiến tánh với vô ngã, chứ còn mình là chưa kiến tánh chứ vô ngã được. Ở ngay chỗ này mình muốn không đấu tranh á thì chỉ có câu thổi đầu thôi. Ngoài câu thổi đầu họ không có nguyên tình, không làm được gì đâu. Còn các vị niệm Phật từ ngay đó thì Phật hiệu thì mới là hiệu quả, còn không có niệm Phật được thì cũng không có hiệu quả gì đâu, khó làm lắm. Cho nên tổ dạy muốn đập vỡ sự tranh cãi, trước tiên phải vô ngã. Tự hỏi, ngã làm sao mà vô?
Thực ra chẳng phải diệt ngã đối với thành vô, mà chỉ cần xem mọi người như ruột thịt, đó phải quan sát như ruột thịt. Mà không quan sát như ruột thịt thì đề khởi câu hỏi ở đầu: nguyện người ta hữu ta vô, người giàu ta nghèo thì tâm ta mới an. Ngã là cái nhà của đấu tranh, vô ngã là then chốt của dứt sự đấu tranh. Mọi người đều vô ngã thì đấu tranh làm sao có. Người làm được như thế thì đến chết không thay đổi, thì đến giai đoạn cuối của thời mạt pháp. Trở nên trở lại thế gian này, dùng Phật pháp giáo hóa khắp nơi, dầu thời thế như thế nào cũng chẳng bị chuyển. Thật ra là đứa con hoang của Đức Phật Thích Ca. Đó, mình mà vô ngã được thì tổ khen. Nó có hai phần. Một phần vô ngã thì là mình phải kiến tánh. Mình chưa kiến tánh thì phải đề khởi câu khởi đầu. Mọi người nào tu trình đầu phải niệm Phật thì mới là vô ngã. Điều thứ ba nữa, mình quan sát đó là người thân. Nó là người thân, cha mẹ mắng con thì đâu có sao đâu. Thấy không? Mà dầu con có hỗn láo cha mẹ thì coi nó như con thì cũng không có. Có gì để mà hận giận. Thấy không? Hoặc con nhớ anh, con nhớ em, mình nhụm nhịn chút cũng sao. Như thế mới gọi là được vô ngã. Và vô ngã tạm thời thôi. Chỉ có kiến tánh rồi mình là trực vô ngã, trực tối. Còn mấy cái ngã kia đó thì chúng ta trong tương đối thôi. Cho nên làm gì làm mình luôn luôn để tới câu thôi nộp. Thì lúc đó là ngã nhân dù mất chỉ thuần cái khối khối mình. Cho nên chúng ta chúng tâm tự là chúng ta nghĩ.